Rồi, hello anh em, hôm nay mình sẽ sao em? Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nó mới lạ tí, không có chạy xe. Hôm nay mình sẽ cho anh em xem một vài cái đồ chơi tool mà AMV mình mới đầu tư làm xe cho anh em cho nó lẹ. Thì đây là đang thi công lại, làm lại cái chỗ này. Ủa, nãy anh kêu quay này lên trên nè. Quay này lên để treo đồ cho dễ, giống như cái kia. Lát nữa mình sẽ review cho anh em cái bộ nhông sinh dĩa, nhông dĩa Raven với lại sên RK của Nhật, cực kỳ ngon luôn. Cái này mình cũng đang bán. Còn hôm nay mình sẽ cho anh em xem thêm mấy cái đồ chơi shop mình mới có. Đầu tiên thì mình sẽ cho anh em xem cái bộ tool mà để làm cái bộ nhông sinh dĩa. Thứ nhất là cảo. Cảo siêu xịn. Đây là bộ cảo Bitbulls. Thì trước đây thì mình có xài cái loại cảo này nè anh em. Trước đây thì cảo này là dành cho mấy cái cọng sên nhỏ thôi, cảo dởm. Nhưng mà nó chỉ có công dụng là đẩy thôi, chứ không có bè được. Mình có thêm một cái bộ cảo nữa là cảo Century. Cảo này chắc là anh em thấy nhiều, nhưng mà vẫn còn dởm lắm. Cái này vẫn còn dởm lắm. Cho nên là mình sẽ có một cái bộ cảo xịn hơn, là bộ cảo Bitbulls. Cảo này thì rất là mắc, cảo này thì mình mua ở Việt Nam không có đâu, mình phải đặt ở trên Amazon mới có ha. Đây, nó có bộ đẩy 4 đầu đẩy, 3 đầu đẩy nè. Cái một đầu này là đầu để đóng mấy cái masterling. Đó, khủng khiếp chưa. Đây, cái bộ này là bộ để đóng masterling nè. Thì những cái bộ mà dởm nó sẽ không có những cái này. Giống như cây Century hồi nãy thì sẽ không có những cái này. Bộ này mình mua trên Amazon thì giá nó khoảng là 1,2 triệu, 1,3 triệu là về tới Việt Nam. Cất gì mà. Rồi cái thứ hai mà mình cần cho cái việc thay nhông sinh dĩa là cái cần lực. Lấy cần lực. Cần lực này là cần lực King Tony. Cần này thì mình sẽ canh lực mình siết cho cái xe của mình nó chuẩn mấy con ốc ha. Đặc biệt là mấy con ốc này. Mấy con ốc này là cần phải canh cho chuẩn cái số ký của nó. Cần lực này là của hãng King Tony. Khi mà mình xoay đúng lực của nó thì nó sẽ kêu cạch cạch, báo cho mình biết là đúng lực rồi. Cần lực này mình mua là gần 1 triệu. Mình mới mua cái máy nén luôn. Mua một cái máy nén có súng hơi, súng bắn ốc tán. Đây, súng hơi. Hiệu AMV nha. Đó. Một cái tool nữa mà rất là quan trọng luôn là cái canh sên RK. Đây là cái bộ canh chỉnh sên RK. Canh thẳng. Cái này có thì cái cọng sên mình nó mới êm nha. Chứ không có cái này thì cọng sên mình canh mà canh bằng trick á, quay bánh xe đạp thắng thì nó sẽ không có êm. Cái cách sử dụng của cái thằng thước RK này á, là mình đưa vô đây, kẹp vô trong cái dĩa. Và mình canh cái thước này nó thẳng với cọng sên, song song với cọng sên là được. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau cho anh em ha. Rồi đây là cái bộ dĩa Raven với lại nhông Raven. Và cọng sên thì là cọng sên của RK. Mình mới vừa thay cho MT-03. Bởi vì có một cái vấn đề là dĩa zin và nhông zin á, thứ nhất là nó mau mòn, thứ hai là cái cọng sên nó dũ và nó kêu sạch sạch sạch, nghe khó chịu lắm. Khi mà anh em đội nó full face không sao, chứ mà anh em mà đội nón 3/4 và đi vô hẻm á, thì nó sên nó dũ, nó kêu nghe khó chịu cực kỳ luôn. Bây giờ thì mình thay cái bộ dĩa Raven dành riêng cho MT-03 và cọng sên là cọng sên RK. Êm cực kỳ, không nghe tiếng gì hết. Đó. Bộ dĩa nó không phát ra tiếng động gì hết nha. Bộ dĩa này là 1,6 triệu, nhông là 850. Và cái cọng sên này là cọng sên KRO O-Ring của Nhật Bản, chính hãng của RK, 520 là 1,9 triệu cọng sên này, cực kỳ êm. Và mấy cái drop rip này mấy anh em biết hết rồi. Chỉ có đây RK này. Đây là nguyên một bộ nhông sinh dĩa RK cho những cái xe 150 ha. Lấy xuống review đi.
Đó thì đây là cái bộ nhông sinh dĩa dành cho Acer 150. Nguyên bộ này là 600.000. Thì gồm có một cái sticker ha. Đây là nhông. Một bộ sên RK chính hãng. Cái dĩa RK. Đó, nguyên bộ này mình bán với giá là 600.000. Sên không phốt nha. 600.000 thì là không phốt thôi chứ không thể nào có phốt được. Còn nếu như mà có một option nữa là anh em thay nguyên bộ RK mà có phốt cao su luôn thì cái sên RK có phốt nè, 428 KLO. Cái này giá là 1.250.000. Ghép chung với cái bộ nhông sinh dĩa luôn là 1.550.000, chưa tính công lắp đặt. Canh cho anh em là lên xe là bao êm luôn. Chiếc Acer 150 thì bỏ bộ này vô chạy rất là sướng. Màu vàng. Và mình đã có chia sẻ một cái bài viết về cái cách rô đai nhông sinh dĩa. Thì anh em lên trên fanpage của AMV và xem cách rô đai ha. Ủa mình còn cái tool gì mới mua mà chưa khoe em ta? Đây thì tụi mình mua thêm bộ súng bắn vít để mở dàn áo xe, hai cây luôn cho mấy anh em xài. Đây hello anh em, mình đây mình có một ca là lắp cho đúc 250 bộ nhông dĩa Raven của Mỹ. Đây 250 nha, này dành riêng cho 250 luôn, là nhông 14, dĩa là 46. Và bộ sên 520 KRO O-ring. Đây anh em coi bộ sên này, coi bộ sên cũ nè. Đó, tình trạng bộ sên cũ là nó gấp khúc như thế này. Đó, kêu sầm sập vậy đó. Này ra để mình so sánh với là cái dĩa zin của đúc 250 ha. Đây là dĩa Raven ha. Còn đây là dĩa zin. Ồ cha nặng. Đó, gần 1,5 kg, 1,3 kg. Rồi bây giờ mình sẽ coi dĩa Raven nó nặng bao nhiêu. Đó, chưa tới nửa ký. Rồi bây giờ thả vô thôi. Với nhông Raven và sên RK KRO 520 có phối cao su ha. Thì cái bộ nãy anh em kêu lọc cọc á, nghe lọc cọc thấy không? Còn cái bộ này mình quay cho anh em nghe nha. Đợi tí tắt cái máy này cái. Rồi. Đó, im ru ha. Còn bộ nãy kêu lọc cọc. Đó. Im ru. Rồi. À, bộ nhông sên dĩa là toàn bộ này là 1.550.000 chưa tính công lắp. Sên KLO 428 có phốt cao su ha. Lên xe 135. Thì Acer thì nó có hay có cái bệnh là nó kêu sạch ở đây nè. Thì khi mà lên cái bộ RK này thì anh em sẽ không nghe cái gì nữa. Đó. Không nghe gì luôn. Rồi, giờ đề máy cho anh em coi sên nó có vũ như mấy cái bộ sên rẻ tiền không ạ. Đấy. Sên không hề nhảy nha anh em. Mượt mà luôn. Ok, và đó là tất cả những gì mình chia sẻ trong ngày hôm nay.
Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi tới đây, và hy vọng là sau video này thì anh em sẽ có một cái kiến thức về bộ nhôm sinh dĩa trên xe của mình ha. Nhớ ủng hộ cho AMV Shop. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ bấm like, bấm một nút đăng ký để theo dõi các motovlog tiếp theo của AM nha. Cảm ơn anh em. Đấy, tiếp tục làm vlog đây. Đăng lên chứ không thôi anh em lại kêu là lo kiếm tiền quá không chịu làm vlog.